mọi người cảm thấy hài lòng về bản thân hơn khi họ làm giỏi một điều gì đó. Stephen R. Covey. Nếu chỉ được phép dùng một câu duy nhất để tóm tắt cuốn sách đặc biệt này, thì đó sẽ là nhận định sau đây. Thói quen thứ 8 là cuốn sách giúp bạn tìm ra tiếng nói của bản thân và giúp đỡ người khác tìm ra tiếng nói của chính họ. Để từ đó chúng ta cùng phát triển trong thời đại thông tin, thời kỳ mà sự phụ thuộc lẫn nhau còn quan trọng hơn cả sự độc lập. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tác giả Mel Mapu tại Spider Room khám phá những thông điệp mạnh mẽ và 3 bài học đặc biệt nhất để áp dụng thói quen thứ 8 vào cuộc sống và công việc, mở ra những cơ hội mới và tạo nên sự thay đổi tích cực trong thế giới hiện đại ngày nay. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên, dẫn nhập. Một cuốn sách bán chạy bậc nhất toàn cầu khác của tác giả Stephen R. Covey mang tên 7 thói quen để thành đạt, nhấn mạnh một quan điểm vô cùng quan trọng rằng trong thời đại ngày nay, việc hợp lực cùng nhau trở nên giá trị hơn so với việc cạnh tranh lẫn nhau. Trở lại thời kỳ mà công nghiệp phát triển thịnh vượng, khi mà lao động chân tay đóng vai trò chủ yếu, sự khác biệt giữa năng suất làm việc của các cá nhân là không đáng kể. Hãy thử nghĩ về điều như sau. Chẳng ai có thể kiếm được số củi gấp 100 lần người khác trong một ngày. Nhưng giờ đây khi chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ của công nghệ và thông tin, thời kỳ mà kiến thức là kỹ năng chính, thì một lập trình viên xuất sắc có thể có giá trị cao gấp ngàn lần một lập trình viên bình thường. Trong cuốn sách Thói quen thứ 8, cuốn sách tiếp bước tác phẩm 7 thói quen để thành đạt, Stephen R. Covey đã chia sẻ cách thức để chúng ta có thể chuẩn bị cho bản thân và những người khác phương pháp đạt được thành công cho công việc. Chìa khóa thành công nằm ở chính nhan đề của cuốn sách. Thông qua việc nuôi dưỡng thói quen thứ 8, ta sẽ tìm ra tiếng nói của bản thân và cổ vũ người khác tìm ra tiếng nói của họ. 2. 3 bài học từ cuốn sách. Đầu tiên, quyền tự do lựa chọn là món quà thiên phú lớn nhất mà ta có được. Thứ hai, xây dựng lòng tin bằng sự thân thiện, biết lỗi đúng lúc và giữ lời hứa. Thứ ba, trao quyền cho người khác bằng cách từ bỏ sự kiểm soát và giao phó trách nhiệm cho họ. Nếu bạn có mong muốn chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân để đạt được một sự nghiệp thành công trong thời đại ngày nay, hãy cùng nuôi dưỡng thói quen thứ 8 thông qua 3 bài học sau đây. Bài học 1. Quyền tự do lựa chọn là món quà thiên phú lớn nhất mà ta có được. Để giúp người khác tìm ra tiếng nói của họ, hiển nhiên là trước tiên bạn phải tìm ra tiếng nói của bản thân. Tác giả Stephen Covey chia sẻ rằng, việc bạn tìm được tiếng nói của bản thân, nhanh hay là chậm, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng vận dụng những món quà thiên phú của mình. Được sinh ra là con người, chúng ta có rất nhiều lợi thế bẩm sinh. Và theo Stephen thì lợi thế lớn nhất chính là bạn có quyền lựa chọn cách phản ứng mọi tình huống cuộc sống. Không như thực vật, loài không thể di chuyển, hay động vật, loài có cuộc sống gắn liền với chuỗi phản ứng tự động và bản năng. Con người chúng ta có khả năng tự do lựa chọn hành động tiếp theo của mình. Ta không thể kiểm soát những cái điều xảy đến với mình, nhưng chắc chắn ta có thể lựa chọn cách mình phản ứng với những điều đó. Vậy thì bước kế tiếp là tiến hay lùi đều phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân bạn. Nếu ai đó, ví dụ như là cấp trên hoặc là bạn bè đối xử không tốt với bạn, nếu mọi người cố tình gây áp lực để bạn thực hiện một hành động gì đó, thì bạn có quyền chấp nhận nghe theo họ, hành động để thay đổi hoặc từ bỏ, không nghe theo. Tuy nhiên, quyền lựa chọn không phải là yếu tố duy nhất giúp bạn tìm được tiếng nói của mình. Stephen Covey còn đề cập đến 4 loại năng lực khác, chúng bao gồm: thứ nhất, năng lực thể chất, khả năng cơ thể của bạn hoạt động gần như là tự động mà không cần đến sự chỉ dẫn của ý thức. Thứ hai, năng lực trí tuệ, thứ mà chúng ta thường được gọi là chỉ số IQ. Thứ ba, năng lực cảm xúc, lòng cảm thông và đôi khi được gọi là chỉ số EQ. Thứ tư, năng lực tinh thần, là bản đạo đức, ngôi sao chỉ lối, động lực thúc đẩy ý nghĩa cuộc đời. Nhận ra những năng lực bẩm sinh này và vận dụng chúng thành thạo là bước đầu tiên để tìm ra và vận dụng những sức mạnh đặc biệt của bản thân trong công việc. Sau đó là truyền đạt những điều này đến với những người khác. Bài học thứ hai, hãy tử tế, biết xin lỗi đúng lúc và giữ lời hứa để xây dựng lòng tin. Bạn dễ dàng giao tiếp với người khác, nhất khi mối quan hệ của các bạn được xây dựng dựa trên lòng tin. Càng tin tưởng lẫn nhau thì các bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau về nhiều điều hơn, càng ngẫm nghĩ về lời nói của nhau nhiều hơn và càng dễ chấp nhận những lời đó hơn. Hãy nghĩ về điều này trong bối cảnh kinh doanh và bạn có thể dễ dàng hiểu được tại sao sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng mà các CEO nên quan tâm.
niềm tin quyết định tốc độ thực thi công việc của bạn, và do đó, niềm tin cũng quyết định thành công của công ty nói chung. Theo Stephen Covey, có 3 cách xây dựng lòng tin. Đầu tiên là giữ lời hứa. Nếu bạn hứa hẹn điều gì đó, hãy hoàn thành nó đến nơi đến chốn. Hãy luôn giữ lời hứa. Bạn không chắc mình có làm được hay không, vậy thì đừng hứa. Nếu đã nói thì phải làm. Hãy tử tế. Một lời khuyên thật đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Hãy cứ thân thiện với mọi người, nói cảm ơn, làm ơn và tôi có thể giúp gì cho bạn. Tránh ngồi lê đôi mách và giữ thái độ tích cực. Bạn chẳng mất gì khi làm những điều này, nhưng nó lại mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Nói xin lỗi khi cần thiết. Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Việc tốt nhất bạn có thể làm khi điều đó xảy ra là lập tức thừa nhận sai lầm của mình và nói xin lỗi. Tuy nhiên, niềm tin không phải là con đường một chiều. Bạn không phải chỉ xây dựng niềm tin bằng cách trở thành một người đáng tin cậy, mà bạn còn phải trao đi niềm tin của mình. Bài học thứ 3, từ bỏ quyền kiểm soát và trao quyền cho người khác. Một trong những cách hiệu quả nhất để trao quyền cho người khác đó là giao phó quyền lực vào tay họ, theo đúng nghĩa đen. Nói vậy không có nghĩa là bạn để mấy em thực tập sinh điều hành công ty, nhưng hãy luôn mở rộng trách nhiệm và quyền kiểm soát của nhân viên ở trong công việc. Ví dụ, nếu bạn đang quản lý một đội ngũ nhân viên vệ sinh, hãy để họ tự quyết định sản phẩm lau dọn mà họ sẽ sử dụng, loại găng tay mà họ sẽ mang, loại máy hút bụi họ sẽ dùng, kế hoạch dọn dẹp mà họ sẽ thực hiện. Nếu được tự do đưa ra quyết định quan trọng cho công việc sẽ giúp cho nhân viên của bạn cảm thấy có động lực hơn, và tất nhiên là họ sẽ tin tưởng vào các quyết định tương lai của bạn hơn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này vào tình bạn. Hãy hỏi xin sự trợ giúp của bạn bè, tin tưởng rằng họ sẽ làm tròn phần việc của họ và nhìn xem mối quan hệ của các bạn sẽ phát triển như thế nào. Đánh giá về cuốn sách Thói quen thứ 8. Có thể hiểu rằng Thói quen thứ 8 hướng phần nhiều nội dung đến vị trí lãnh đạo ở quy mô doanh nghiệp. Nhưng cuốn sách cũng rất đặc biệt nếu một cá nhân quyết định đọc và áp dụng những kiến thức này từ tác phẩm. Đặc biệt là phần xây dựng lòng tin, bởi đây đã trở thành một loại hàng hóa hiếm có trong thế giới bao phủ bởi những điều ngắn hạn của chúng ta hiện nay. Nếu đưa ra đánh giá rõ ràng hơn, Thói quen thứ 8 là một tác phẩm kinh điển hiện đại. Giới thiệu Thói quen thứ 8 cho ai? Những người mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu bước chân vào thị trường lao động. Những người mắc kẹt trong công việc của họ mà họ chán ghét và không nhận ra tự do lựa chọn lớn lao tới mức nào. Những nhà quản lý với quy tắc và lãnh đạo nghiêm ngặt. Những ai biết họ thường không thực hiện những gì mà họ hứa. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spy Room Book. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghi ở dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!